ngay chỗ nhà ga mọi người. Đây, nhà ga đó. Đó, mọi người thấy không? Thì hôm nay là hai vợ chồng cô được nghỉ làm, cho nên là hai vợ chồng đi chơi, đi trên trung tâm chơi, cũng như là đi đến để xem cái chỗ mình sắp tới sẽ đi làm không mọi người. Thứ hai thì mình đi làm, thứ hai tuần sau á, hôm nay là thứ năm, để xem thử nó là ở đâu á, để không có bị bờ ngờ mọi người. Nói chung là vì cũng lên đây nên là tiền thì ghé quá thử thôi, chứ cũng á đường thì giờ đây thì bộ là từ chỗ xe buýt á, đi bộ đến cái chỗ đó là tầm 5-6 phút gì đó. Chào mọi người khóc. Chào mọi người. Chào mọi người, chơi hai vợ chồng đi tiếp đây. Có gì mình sẽ quay lại. Trời hôm nay rất là gió mọi người, gió rất là to, mà con tuyết là nó bay thẳng vào mặt đấy. Đó. Ở đâu trong? Tới rồi. À đây, công ty đây. À, Santa. Có 3 công ty đây. À. Dạ. Có nhiều công ty chứ, đi về hả? Giờ biết rồi, biết chỗ rồi, giờ đi về. Giờ đi chơi. Đi ăn không? Đi ăn hả? Đi ăn phở không? Mọi người, giờ hai vợ chồng cứ đi sẽ ăn phở ở quán này. Phở Nokis. Mọi người, mình rất thích ăn phở đây vì có cái phần này á mọi người. Cái này là kiểu tỏi ngâm giấm á. Xong cái này là tương ớt. Chát tế ha? Ừ, tương ớt. Phở ra rồi mọi người. Để mình trộn lên cho mọi người xem nhá. Đây là phở bò tại Nam. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Quá nóng hồi, khói bung bung lên luôn. Thơm quá là thơm. Mình sẽ để thế này. Để mình ăn đây mọi người ơi. Bữa nào mà ai ở trên trung tâm Helsinki á, đến ăn đây. Mời chồng ăn nhá. Thế vào rồi cả luôn. Xong rồi mọi người, giờ hai vợ chồng bắt metro, sau đó sẽ bắt xe buýt đi về nhà. Xong một ngày mua sắm và vui chơi. À. Vừa thay áo nhiều luôn, thử rất nhiều áo quần nhưng mà không có cái nào vừa mọi người, toàn là size, mà size nhỏ nhất là XS là vẫn còn kiểu rộng á. Mình phải đi mua áo quần của trẻ em. Trẻ em mà tuổi tin thì mới vừa thôi, chứ còn áo quần của người lớn thì rất là thường là rộng á. Khó mua áo quần mà người nhỏ như mình, như mình ở Phần Lan rất là khó mua áo quần đó mọi người. Giờ hai vợ chồng đi về đây, có gì hay hay nữa thì sẽ quay tiếp, còn không thì mình chắc sẽ kết thúc video ở đây. Có để xem. Giờ hai vợ chồng vừa mới xuống metro rồi mọi người, giờ sẽ đi bắt bịt. Hôm nay ngày bình thường mà cũng đông ghê luôn. Cái trạm metro của Rauta Tien Tori, kiểu chỗ nhà ga, trạm metro này lúc nào cũng là đông. Thì nó là kiểu chuyển giao của các trạm, coi này mọi người thấy không? Rất là đông luôn. Chỗ này cái thang máy nó cao dễ sợ á. Là you. Nhà cô nói cẩn thận nha. Không có. Hai vợ chồng đứng liền nhau đây là được. Nhiều người hả? Có cái máy để mua vé tàu xe tự động này mọi người.
đó, có thể mua vé ở đây. Đi trong. Metro. Giờ đi về ha. À, giờ từ đây có thể đi qua cái trung tâm mua sắm City Center mọi người, thì không có cần phải đi ra ngoài á, đi bộ trong nhà này thì sẽ ấm.